Đi taxi trả bằng pi đây, taxi trả pi đấy các bạn ơi. Đây là một cuốc taxi đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái hình ảnh mà chia sẻ trên mạng xã hội khi mà chủ thớt này đi taxi và có thể trả bằng pi được. Nhưng mà tuy nhiên pi này thì là pi ở trên Paytrade các bạn nhé. Hiện tại thì Paytrade có cho phép tạo ví và sử dụng ở trên Paytrade. Đây là những cái tiện ích nằm ở trong hệ sinh thái của mạng Pi Network, và chúng ta thấy thì những cái tiện ích này nó đang ngày càng nhiều lên, và đặc biệt là với các anh em mà đào Pi, sử dụng Pi được tại Hàn Quốc thì mình nghĩ là sẽ có cái độ uy tín cao hơn so với những quốc gia khác. Ví dụ như bây giờ mình lấy một cái cửa hàng hay là một cái gì đó ở tại Trung Quốc mà có thể trao đổi bằng Pi chia sẻ với các bạn, thì mình nghĩ chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy nghi hoặc là những cái thông tin này nó có thể là fake hoặc có thể là chỉ là quảng cáo, nó không có thật. Nhưng với những cái thông tin tương tự như thế mà đến từ Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản thì mình nghĩ cái độ uy tín sẽ nó cao hơn. Thì nó cũng có thể là ảnh hưởng từ một phần hình ảnh của các quốc gia khi mà chúng ta bị ám thị rằng là hàng Trung Quốc của những thông tin từ Trung Quốc đều là những cái thông tin nó mang nhiều tính gọi là quảng bá hoặc là nó làm quá lên một chút. Nhưng mà tại Hàn Quốc thì mọi thông tin thì có thể nó sẽ thật sự nó đi sâu vào đời sống của anh em chúng ta nhiều hơn. Tuy nhiên thì với những cái tiện ích như thế này tại Hàn Quốc, ví dụ như uống cà phê trả bằng Pi, đi taxi trả bằng Pi mà tại Hàn Quốc, thì mình nghĩ Pi rất là uy tín, không chỉ ở trên tầm Việt Nam, Trung Quốc mà nó còn lan sang các quốc gia phát triển như là Hàn Quốc. Và thậm chí nếu có những thông tin tương tự như thế này mà tại Mỹ chẳng hạn, thì thật sự nó là một cái bước nhảy vọt rất lớn trong cái hệ sinh thái của mạng Pi Network, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái thông tin này đến từ những quốc gia phát triển khác, ví dụ Mỹ, Anh, Pháp, Nhật đấy, vân vân. Thì lúc đó thật sự Pi đã thật sự trở thành một người khổng lồ rồi, và lúc đó thì những anh em đào Pi chúng ta sẽ được hưởng lợi, phải không các bạn? Các bạn có thấy những cái thông tin này hữu ích không? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận clip để chúng mình cùng trao đổi nhé.